Hôm trước bạn của anh thì là bảo là không giống một gọi là một thanh niên mà ở cái vùng quê như em nói. Mà trông cũng sang mặt phết đấy. À chứ. Hôm trước kể với anh là ở nhà là làm ruộng đúng không? Lúc trước toàn là làm ruộng nhưng bây giờ chuyển qua trồng sen. Ừ. Thế là ở nhà em trong đấy là làm gì? Nhà trong đó. Bố mẹ làm nông. Không làm nông. Bố mẹ làm nông. Nhưng mà thu nhập của tức là nhà em làm xong bán hay đi ăn hay làm để ăn? Bán. Anh nghe là có một số anh chị bảo là anh em ở trong đấy cầu thủ là đến mùa là đều về nhà làm đúng không? Đâu nhà nào có ruộng chứ? Có ruộng thì đi làm, có về là giúp gia đình này kia. Em về thì nó cũng đi lên ruộng. Lên trình ấy nhỉ? Đã quái hơn nhiều đúng không? Xử lý ở phạm vi hẹp hơn, cầm bóng hơn. Thì ông này ông ấy xử lý phạm vi hẹp tốt mà. Cái trận Trung Quốc kẻ rút hai quả. Một trái một phải luôn. Một trái một phải, một trái một phải. Nhưng quả chân trái hay trông quả hay hơn. Quả trái nguy hiểm hơn. Thế nhưng có quả ăn quả đấy mà có ăn thắng nhỉ? Thì đi SEA Games. Nhưng mà anh nghĩ là cũng do mày học hành thuộc dập đến nơi đến chốn. Đỗ đại học thứ nó kia thì cái phần gọi là thông minh và trí tuệ mà để mà tiếp thu nó cũng có cảm thấy nhanh hơn không? Thì em vậy là đỡ lắm mà, tại em đâu có vô mà ngay từ đầu đào tạo đâu. Ừ. Thầy chỉ thì cố gắng làm theo thôi, thì từ lúc cái đấy cả thầy giống một toán không? Cái chặt đi. Cơ bản là Phước nó học giỏi thì nó học tốt thì nó... Đỗ trường gì nhỉ? Dạ trường em học An Giang luôn, đỗ An Giang luôn. À. Có đỗ với Cần Thơ nữa mà học ở gần. Nhưng mà lúc ấy bố mẹ ông bà già có cản nhau kiểu có mắng hay có cản gì không? Có chứ. Hay đâu nếu mà em đi theo bóng đá này rồi lỡ gì vô cái không được này kia trả về này kia bỏ học ngang chứ. Tức là lúc đấy em cũng về bảo với bố mẹ là em sẽ nghỉ học làm bố. Thì cũng cản không cho thôi mà em cũng lén em đi. À lúc đầu lén tập. Tức là không cho bố mẹ biết là mình nghỉ học. Thì nhiều khi sáng em đi học chiều em vô em tập với đội thử việc đó, trên đội. Không ý anh là lúc mà quyết định ấy. Lúc mà quyết định mà ký. Quyết định thì có đòi bố mẹ không? Có. Cho bố mẹ bảo gì? Cho luôn. Cho luôn. Bây giờ thì lỡ rồi theo luôn đi. Thế xong bây giờ mà được gọi lên tuyển thì bây giờ bố mẹ thì nha. Cảm thấy bố mẹ bất ngờ. Bất ngờ tự em gọi về hay chưa? Em gọi về. Em lấy điện thoại em gọi về cái mà thì diễn đàn này cuộc nói chuyện ngắn của bố của em với bà mẹ mà. Lúc mà em nghe cái tin đó gọi là chưa có chính xác nữa. Nói là gán đá một vài trận nữa đi, nếu đá tốt có cơ hội thì sẽ được gọi lên đó. Ừ. Rồi em cũng điện lúc đó mà điện cho hay thôi. Ừ. Rồi điện về cái mẹ nói thì gán đi gán mấy trận sau thứ xem sao có được lên không. Ừ. Mấy trận sau cũng gán rồi xong mà có giấy luôn. Qua ngày sau là có giấy luôn. Ờ, không nghe. Hôm trước khỏi, hôm sau khỏi. Dạ đúng. Hôm sau có giấy luôn ạ. Xong nha. Em gọi về, ai cũng không tin chứ. Gọi về không? Không, tức là không ai tin. Không tin nè, em lên đội 2. Nhưng mà khi mà em bắt đầu từ nhà lên đây thì bố mẹ có dặn gì không khi mà lên U2? Thì ba mẹ em có hỏi là đi với ai, ra ngoài rồi những cái lạ này kia rồi. Tìm mấy anh em nào hay dễ nói chuyện, tiếp xúc với người ta và học hỏi người ta thêm. Chơi bắc là cũng đặc biệt đấy, để ý hết. Quả đấy nếu mà trong trường hợp có khi em đang đá ở giải hạng nhì Campuchia, có khi mà đá hay thì thầy vẫn thì gọi. Hôm trước nó bảo với anh mà nếu mà thầy Park mà không làm huấn luyện viên trưởng thì chắc 100 năm 100 năm cầu thủ của An Giang có được lên tuyển. Từ cái thời lâu lắm rồi. Lâu rồi. Lâu lắm đợt rồi. Đợt này là duy nhất của miền Tây đúng không? Miền Tây chắc có Tây ở nhất. Ở U2 một em. Còn mỗi em. Cố gắng. Khó lắm mình ơi, cũng như trong miền Tây mình ra khó lắm. Khó khăn. Nói chung là xa trung tâm. Xa trung tâm. Xa trung tâm quá. Thôi cứ cố gắng biết đâu được SEA Games. Mà thử diễn tả cái câu SEA Games mà xỉu cho anh cho nó. Xỉu thiệt á? Xỉu luôn á. Ngất, tức là ngất đấy đúng không? Dạ đúng rồi. Xỉu là ngất đúng không? Dạ đúng. Không đừng ngất, phải vào đá chứ, đi SEA Games phải vào đá chứ. Nghe tin một cái chắc em chết luôn. Không, phải sống chứ. Để đá. Không nhưng mà có một câu chuyện này anh muốn mày kể cho Tuyền biết. Tức là em phải kể cho Tuyền biết là câu chuyện mượn giày. Câu chuyện rất rất là
rất là chi tiết. Thì bây giờ kể lại xem nào. Thì lúc em đi lên trên đây nè, em đâu có giày đâu. Lên trên Hà Nội em chỉ có một đôi màu xanh thôi. Nhưng mà đôi đó bị gắt cái gót nữa. Mà nó không có êm chân nữa. Rồi bên cái ông trong đội, cái anh trong đội có anh mà... đuổi anh ra. Dạ đúng rồi, mà nó giày cùng size với em luôn. Cùng size à? Dạ đúng rồi, size 41. Vậy em thấy gì em mượn luôn. Mượn. Em mượn cái đi lên đây mang. Lại mang cái đôi xám xám đó. Là mang từ lúc lên tập rồi đi qua Trung Quốc luôn rồi đá đôi đó một đôi. Đấy, đúng một đôi đà đúng không? À, tức là đôi mượn đấy là sang Trung Quốc đá cái trận với cả Trung Quốc đúng không? Đi mượn đấy mà. Cái đôi đó nó bị chuột cắn mà gắt cái cọng dây. Em bắt nói rồi. Thế phải thay dây hay nhỉ? Không, em lấy em nói rồi luôn. Em nói về luôn. Gần đứt dây đúng không? Dạ. Tức là kiểu đứt, kiểu đứt luôn rồi, cái em nói là luôn. Chuột cắn đứt dây. Nối luôn mà vẫn sút cho Trung Quốc hai phát. Thế nhưng mà lương ở đấy là không đủ để mình có thể mua được nhiều giày đúng không? Thì ít lắm anh. Một tháng? Chỉ có 6 triệu thôi. 6 triệu một tháng. 6 triệu rồi ăn uống kia, mình đi cà phê pháo mua giày kia phải tiết kiệm lắm. Tại vì mua đôi giày xong rồi cũng bây giờ giày em mang thì em thường mang nay mà tốt Nike. Tốt. Dạ, đúng rồi, loại tốt thì cũng 3 triệu mấy, 4 triệu dầm đôi nữa. Thế bây giờ ở nhà mới đôi giày? Được đôi em đen rồi, được đôi xanh với đôi đỏ. Hai đôi à? Hai đôi, tức là đôi. Cả giá sản có hai đôi giày đấy. Bây giờ còn hai đôi. Em ở đấy tập có xa nhà không? Có đi di chuyển phải xa không? Dạ, em ở trong sân vận động luôn. Tức là còn nhà từ... em từ nhà em đến sân là đấy, đi xe khoảng là 1 tiếng 30 phút. Ở phép, ví dụ như cái trận đấu sân khách hoặc là những trận đấu mà mình thi đấu ở câu lạc bộ thì là bố mẹ có thường xuyên đến xem? Dạ có. Chẳng nào sang nhà. À thế à, ông bà cụ đến xem à? À hay quá. Chẳng nào cũng xuống xem. Thế thì cái trận Trung Quốc kiểu gì chả xem. Dạ có. Đúng không? Có. Ui giời, thế thì còn sắc sướng quá nhỉ. Ông còn mang áo số 10 đấy chứ. Đúng không? Đúng rồi. Mang áo số 10. Cái đó em cũng đâu nghĩ mang số 10 đâu. Thầy đưa nào em lấy đó hơn. À thầy là thầy huấn luyện viên đưa phân đúng không? Dạ đúng, mình đâu được chọn. Ông như có chọn mình cũng đâu dám. Ông này ông thích thích số 9 mà. À, thích Phan Văn Đức mà. Mình lên đây cái nào cũng được. À em là thích Phan Văn Đức à? Dạ. Thích nhất điểm gì ở Phan Văn Đức? Trong thì, chuyên môn ấy. Nhược điểm hay chân tốt nè. Rồi nhỏ nhưng mà nhanh á. Quái chất thật cơ rồi cũng hay. Đúng không? Gọi là đánh hơi bàn thắng. Anh cũng nghĩ là ngày thấp thế đâu nhá. Mét 70. Mét 70. Mét 7 à? Mét 7. Anh chưa nhìn trong sân ấy, anh thấy em người rất đậm. Đúng rồi, nhiều người bảo em đậm mà đậm. Nhiều người không nghĩ là bảo là em mét 7 đậm, không nghĩ là thấp mà nghĩ là cao. Em cao lén. Nhưng mà cao hay khác là được. Sự tự tin phải cao. Nhưng có bao giờ mà bố hoặc là mẹ bảo em là đá bóng cực quá, nếu mà lương rồi điều kiện nó thấp quá hay là về làm với bố mẹ? Có. Thì bảo là nó đá tiền có rồi chấn thương này kia nhiều, gia giảm nhiều thôi, được không được thôi về nhà làm gia đình. Tại vì đã tiền ít gì rồi thêm chấn thương nào nhiều á, cái bố mẹ nhìn cũng sốt á. Thôi kêu em nếu được thì được, không được thì thôi về nhà. Bây giờ hỏi một câu nghiêm túc, nếu mà bây giờ mà đá bóng mà có nhiều tiền thì ước mơ lớn nhất là gì? Em về em trả nợ tiếp gia đình. Sao nhà đang nợ? Nếu thiếu nợ mà. À nợ tại sao lại nợ, tức là nợ để làm dạ, là và mình dây tiền mình làm tăng à. Làm ruộng này kia, tức là có tiêu tiền là về trả nợ đầu tiên đã đúng không? Dạ, đúng rồi, trả nợ tính tiền dư tính tiếp nữa. Có bao giờ vào An Giang bảo Phước chiêu đãi món đặc sản ở đấy của An Giang? Có anh dự định vào đúng mà rồi. Vào An Giang dạ. Chơi rồi thăm em luôn, theo dõi rồi. Dạ. Giao ra đi dắt mấy anh đi ăn lẩu mắm nữa. Lẩu mắm đấy. Ờ sang ra có mắm, thấy bảo có món lẩu mắm. Thì ông đã ăn được mà ông biết là như nào. Ý là nó là thể loại nhào ấy, gồm những cái gì? Thì lẩu trong đó thì nó có gỏi nè. Nghe là có nước mắm rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Chắc chắn là có nước mắm. Lẩu mắm. Rồi cá. Cá để vô. À tức là mình cho cái đấy vào trong nồi lẩu. Cho sò như là cái lẩu mà hải sản gì đó. Nhưng mà không phải. Nó có hải sản, có mực luôn, rồi có thịt ba gọi luôn, rồi có cá. Ôi, nhiều món thế cơ á? Dạ. Ủa, thế thì căng đấy. Thế thì một cái nồi lẩu đấy có đắt không? Dạ, không. Tầm tùy theo lớn nhỏ thôi.
đâu đắt đâu. Thế hôm nay anh đi ăn lẩu phở Lý Quốc Sư, ông ăn 2 bát tôi nhá. Để hôm tới tôi vào ăn này rồi. Chưa bao giờ ăn phở Hà Nội đúng không? Chưa. Nhưng mà có thiên phở không? Sáng nào cũng ăn phở với chỗ ăn sáng chỗ tụi em á. À đúng. Nhưng ý anh là em có thích ăn phở không? Dạ không. Có. Thế cái lúc mà nhận được cái áo của đội tuyển ấy thì cảm giác nha. Sướng lắm anh. Em lúc lên thì lần đầu mới phát cho mình cái cặp á anh. Ừ, cái cặp á? Dạ đúng. Cái túi. Đúng rồi, cái túi. Rồi xong rồi để đồ trong đó. Em vừa nhận xong em về phòng em xé ra liền. Mặc luôn à? Mở ra kiểu gì cũng sờ lên luôn. Sờ lên sướng. Sướng không? Sướng lắm. Tôi đó là tôi giống cảm giác, tôi thấy cảm giống cảm giác luôn đấy. Có chứ. Bờ bóc ra, sơ. Chào và xem rồi tắt nè. Tất, à có cả tất luôn à? Dạ có, quần, áo là... Hộ xuôi xuống mấy nhờ? Đồ sinh hoạt, áo sinh hoạt. Áo xuống mấy nhờ? Lúc mà... Lúc là chưa số. Chưa có số, à... Ngửi cái mùi. Giờ áo đội tuyển nha, và người mùi đấy. Hít thở không khí của đội tuyển. Đó giờ chỉ... Ông còn thiếu một cái đó là ông phải cầm cái kính hiển vi đó. Ông phải soi. Đó giờ xem một TV không? Có lần nào chạm vô được. Xem đủ thứ. Xem hết bên trong bên ngoài đúng không? À thương. Đầu gì cũng xem á. Thấy thế nào? Sướng rồi đúng không? Mặc vào không? Khi còn sửa ra rồi ra cả. Không, mình lấy kính mà nhìn hoài luôn. Cứ nhìn xem có đẹp không? À, có vừa không đúng không? Dạ. Cái đấy mình có được chọn sai không? Còn được chọn đấy nhỉ? Chắc hay là người ta tự sao? Lấy sai cho mình. Có chứ, phải có thông số của công ty kiểu gì thế. Xong là sẽ theo sai chứ anh bảo bây giờ Phước đưa XL là cũng hơi khó. Lòng lắm. Lên có là được ở gì cũng. Xong rồi được vào sân rồi nha. Ừ đúng rồi. Nó có nhiều cảm giác, cảm giác vào em sân. Không nghĩ là được vào sân lúc mà trận đá như cái gì ở sân BBF đó. Tại vì đội lúc đó là tập trung chỉ ba ngày. Lúc đó là tập trung lại nhiều khi mấy anh này kia chấn thương đội cũng quân số hết á. Nên không mà em cũng không nghĩ được vào sân đâu. Trong đó cái đưa em đá trước luôn á. Ờ đấy. Đá trước luôn mà đúng không? Đá từ đầu. Đá suốt luôn. Đá hòa hợp lắm lần đầu mà. Rồi. Hồi hộp rồi. Vô mình lần đầu đá với cái đội mà bên nước ngoài luôn. Mà tôi nói ông nhớ hôm đấy ông còn không chào cờ cơ. Đúng không? Hôm đấy mà ông chào cờ chắc ông phải khóc đó nhỉ. Đúng không? Đúng hôm đấy giao dạ trường. Sợ. Đội đấy đồng mạnh Hồng Kông. Dạ. Nhưng mà lúc đó hôm đấy giao dạ sợ không? Có chứ anh. Có à? Khán giả hơi đông luôn là mỗi lần khán giả hô Việt Nam mà trời ơi da gà em mới nổi lên. Thật ra này đúng rồi. Anh nói thật nha, cái hôm mà bọn anh đi xem bóng đá trận chung kết Việt Nam tại Malaysia tại Mỹ Đình nhá. Dạ. Khán giả nghe có cả ông sởn hết cả lên mà. Hát tức là em phải hiểu là tất cả ở đấy 4 vạn khán giả ở Mỹ Đình nó hát lên. Mà nó sướng. Cảm giác sướng mà ai cũng mặc áo đỏ không mà giơ tay vào trái tim mình hát. Ông đấy, mà ông mà đứng dưới sân chắc chân ông run nhỉ. Dạ. Run phải 10 phút mới đá không được. Anh ý mà em đá ở đội em không đá vàng nhất mà chào cờ em buồn rung. Run này. Thôi hợp mà mỗi lần hát quốc ca thôi. Thôi thế bây giờ như này, bây giờ ông mà hát quốc ca mà hát quốc ca còn được tuyển đấy. Đấy, thì ông phải nhớ như in cái cảm giác từ cái lông nó dựng như nào nhá. Tim đập bao nhiêu nhịp nhá, để ông phải ông tả tôi. Kiểu đấy. Lúc đó tim đập hết điểm nhịp đó. Đấy, Phước chính là người kể với anh về 4 điều mà thầy Bắc luôn dặn. Trước mỗi buổi tập. Trước mỗi buổi tập. 4 cái điều đó là mình phải như là mình phải lúc nào cũng luôn luôn nhớ là đoàn kết nè, tính tự hào dân tộc nè, rồi cái lòng tự trọng của Việt Nam nè, rồi thứ tư nữa là Việt Nam chơi bóng thông minh. Thầy nói luôn luôn nhớ lúc mà trong cái phòng thầy nói là 4 cái điều đó luôn nhớ, rồi con mốt thầy có hỏi lại mà không nhớ là chết vậy. Gán em ngồi trong phòng em cũng gán em học nhầm luôn em nhầm cái nhớ thấm vào mà thầm quên. Thầy cảm giác như kiểu là cũng thầy giáo chủ nhiệm ấy nhỉ? Thầy giống như học bài. Tâm lý, thầy nhớ tâm lý cầu thủ của mình nhiều lắm anh. Đúng rồi, thầy để làm tâm lý tốt vào, gần như vào đội mình tự tin này mình thế. Không có ai có vấn đề về tâm lý mấy. Thầy làm cái tâm lý mình nó thoải mái nè, rồi nó tự tin. Rồi chơi bây giờ không có sợ thì kia đâu.
Mà cái đợt này anh còn biết là thầy Park cũng nhắc mọi bọn em lại phải biết lên ơn đến mọi đến những cái anh đi trước. Dạ, đúng rồi. Tại vì thầy cũng nói nhiều mỗi lần ăn cơm này nói nhiều phải biết ơn mấy cái anh mà đội tuyển đi trước chứ đội U23 mấy anh làm ở Thường Châu á anh. Ừ. Tại vì nếu mà không có mấy anh đó thì bóng đá Việt Nam mình không có ai quan tâm nè. Ừ. Rồi cái điều kiện ăn ở cũng như sinh hoạt rồi cũng không được tốt như hiện giờ nữa. Thầy bảo ngày xưa phải tự chụp ảnh đúng không? Dạ. Chứ đội ngày xưa cái đội U23 ngày xưa lúc đầu chưa có nhiều phóng viên. Thầy nói là báo chí phóng viên là không đi theo luôn. Không mấy. Không có ai. Dạ. Chụp ảnh đội là từ tự từ cái năm mà SEA Games mà mình đúng rồi, SEA Games là xuống luôn. Đúng rồi. Là mấy năm đó là xuống. Đấy các ông thấy thế mà cố gắng tự hào nhá. Dạ. Nói thật là phải nói thật là không có thầy Park thì có lẽ là bóng đá Việt Nam chưa có cơ hội được như bây giờ. Bây giờ bóng đá Việt Nam mình ở Đông Nam Á kể cả châu Á mấy cái đội mà sợ luôn, ai cũng gặp Việt Nam mình cũng phải sợ. Hôm trước ông cũng sút hai quả thấy người ta sợ rồi. Sút quả cũng hơi đặt dấu hỏi đấy. Tức là đấy, thầy Park là người mà thầy rất là chịu khó để phân tích, để tìm người, để tạo cơ hội. Dạ, anh rồi. Thấy là thầy công tạo bằng lắm. Nhiều lắm. Thầy công bằng, thầy ai hợp hợp lối đá với thầy nè, rồi đá tốt đi thầy sẽ tạo cơ hội cho hết luôn. Mà tôi uống nhiều sinh tố à? Tôi được uống, tôi có uống sinh tố. Có mà. Tôi nhưng mà mỗi ngày một loại à? Dạ đúng rồi. Cái đấy là thầy Park chỉ định dạ cho... chắc vậy á, thấy tụi em nhỏ nhỏ không à? À. Thể lực yếu. Cả tuyển cũng phải uống. Chắc bổ sung thêm á. Bổ sung không phải. Ngày hôm qua là em đi ăn với đội tuyển quốc gia đó. Ở đây hôm qua đi ăn nha. Trời ơi, vô ha, vô ngồi các bạn em nhìn toàn ngôi sao cùng văn toàn xin trừ tiếng Anh. Thôi. À hôm qua có đâu rồi. Hôm qua cả đội ăn nhau, xộn với nhau, trộn với nhau đúng không anh? Ừ. Ngồi em nhìn thôi, em muốn ăn không được. Không ăn được luôn đúng không? Tức là nhìn văn toàn không ăn được đúng không? À, văn toàn xin trừ. Tức là em ngồi cùng bàn mà. Em ngồi chung với cái đội của hai em, nhưng mà mấy cái anh kia ngồi kế. Cứ có ra dám ra hỏi chuyện ra được không? Ngồi nhìn im mà thôi, nhìn thôi. Nhìn thôi à? Dạ, nhìn thôi. Thì các anh ấy có ra động viên hay gì không? Dạ có, thì lúc mà ăn xong thì anh Hải á, quên ông Hải là có đội trưởng đại diện lên nói là bọn em phải cố gắng lên diễn được SEA Games cuối năm nay, nên phải cố gắng tập luyện. Thì 60 năm mình chưa có lấy được cái huy chương vàng SEA Games. Ừ. Quế Hoài nói thế luôn. Dạ. Ôi tôi nghe tôi sướng quá không ạ? về câu lạc bộ chắc huấn luyện viên trưởng động viên nhiều lắm đúng không? Người dân bây giờ kiểu về bọn em đá ví dụ em trực tiếp đá ấy, thì các bạn fan hâm mộ các thứ có đến không? Dạ có. Cũng có đến đúng không? Đến. Cũng xin chữ ký các thứ đúng không? Dạ. Cũng xin chụp hình này kia. Xin chụp hình. À. Em chữ ký em mà lúc em nói em không có biết ký. À. Em toàn ghi đó tại em đâu có ký tên đâu làm gì. Còn ghi chữ Phước là ghi chữ bình thường á. Ghi chữ Phước, vừa Phước chữ Phước. Dạ, chữ Phước. Xong nhờ. Rồi xong rồi cái từ lúc mà được lên tuyển này kia rồi cái mấy cái anh trong đội hay ở câu lạc bộ kia mày về mày lên mạng mày sạch chữ Phước hay chữ ký tên Phước. Em muốn làm trang em lên em thấy nó dễ cái em làm theo ký vô. Dạ. Ôi ký xấu lắm luôn. Nhưng mà ký Phước thì có 09 hay là cái gì không? Là có Phước không mới suy nghĩ thêm chữ H chữ B Hồng Phước. À mới suy nghĩ thêm chữ Hồng Phước. Nhìn Công Phượng ký rất đẹp. Công Phượng ký Xuân Trường. Công Phượng Xuân Trường. Ký đẹp lắm. Tại lúc trước em đâu có nghĩ ai đâu mà xin chữ ký mình làm gì. Ở cuộc đời này không ai đánh thuế những giấc mơ của em hả? Để chạm được vào những giấc mơ thì bây giờ mình phải cố gắng thôi. Em hôm qua đi chung xe với đội tuyển tại vì chia ra hai đội, một xe U22. Xe đội tuyển em thì chấn thương em qua bên thầy Choi đó, bác sĩ Choi đó. À chị liệu chung với anh em trong đội tuyển. Em ngồi chung với anh Thành, Công Thành. Ờ, Công Thành. Dạ. Hai anh em ngồi nói chuyện miền Tây, Thành cũng Bến Tre mà. À. Được đúng anh rồi, em đúng á. Rồi. Anh em ngồi nói chuyện suốt từ chỗ đi ăn tới khách sạn là Thành luôn. Niềm tự hào của người miền Tây đấy. Dạ. Anh em chuyện hoài. Công Thành đồng viên này kia rồi hai người cố gắng này kia. Cố lên, cố lên. Tới đây rồi. Thì anh em cố gắng hết mình. Hết mình chưa còn gì. Chơi hết mình đi để mình không có hạnh. Nói chung là anh nghĩ là khi em đã lên được đến đây rồi thì cơ hội nó còn rất nhiều, em phải không? Khi mà đã lên được đây là cơ hội sẽ còn rất nhiều và phải thực sự là nỗ lực hết mình. Em cũng ước một lần được xem đội tuyển đá luôn. Chưa bao giờ được xem đội tuyển đá chưa? Chưa vào sân để xem đội tuyển. Chưa lần nào. Chưa lần nào luôn. Ước được xem đội tuyển đá bóng.
đá mà đá giải này nữa thì thôi rồi còn gì nữa. Em ước một lần đến sân Mỹ Đình mà khán giả đông. Đá bao giờ đến sân Mỹ Đình chưa? Dạ đến một lần rồi, đá giải hơn nhất đó. Ừ, đó với Phụ Động được lần một. Em bước dưới sân trời đúng là sân vận động quốc gia khác. Không ăn kìa hình thiển. Đó. Trong hoàng. Cái hôm mà đội U2 đá với đội tuyển em đá tiền về phải mà ngay Trọng Hoàng đá cánh trái. Đúng rồi. Đá mệt muốn chết. Ủa hôm nay anh em đi chơi hết rồi. Mình anh em với ông kia ở đội. Ừ thì hôm nay ngày nghỉ mà mọi người có người rồi. Mọi người có người quen ở đây ấy. Mình quen đây đi chơi. Sao mọi người ấy? Em trong kia đây không quen đây nữa. Đây ông quen tôi rồi. Thì đúng rồi. Mình đi anh này.